ngày 26 tháng 3 năm 1931 là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là điều tất yếu để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước nhà lúc bấy giờ. Đó là sự vận động khách quan, phù hợp với cách mạng nước ta, đồng thời phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Kể từ đó đến nay, đoàn luôn là lực lượng xung kích trong các hoạt động xã hội và được coi là cánh tay phải của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhằm đưa thanh thiếu niên vào trong tổ chức của hội và đoàn, cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua 84 năm không ngừng đổi mới và phát triển, các thế hệ đoàn viên thanh niên luôn tiếp bước cha anh, viết nên những trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Một tập thể vững mạnh cần phải có những người lãnh đạo đủ tài, đủ đức. Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chương trình Gương mặt cuộc sống xin giới thiệu chân dung Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với vai trò là người tiếp nối những truyền thống đáng quý cũng như phát triển mạnh mẽ các hoạt động của tổ chức đoàn. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được sinh ra trong một gia đình trí thức. Anh đã có thời gian học tập và bồi dưỡng chuyên môn tại đất nước Slovakia. Với mong muốn được cống hiến cho quê hương đất nước, năm 2000, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ đạt loại xuất sắc về đề tài bảo quản thực phẩm, anh trở về Việt Nam và trở thành một giảng viên của Bộ môn Hóa học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, với mục đích trao truyền những kinh nghiệm của mình cho các thế hệ sinh viên Việt Nam. Vừa làm giảng viên, anh còn đảm nhận công việc bí thư đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm phó bí thư đoàn thanh niên Đại học Khoa học Tự nhiên. Rồi không biết từ khi nào, cái duyên với công tác đoàn đã bện chặt vào anh. Bận rộn với công tác chuyên môn là vậy, ấy thế mà không có hoạt động nào của đoàn thanh niên trường Đại học Khoa học Tự nhiên mà anh không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vẻ ngoài giản dị và rất gần gũi, đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận khi tiếp xúc với anh. Cuối năm 2000, khi tôi trở về nước, thì tôi cũng đã rất may mắn được nhận vào công tác tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau khoảng hơn nửa năm giảng dạy tại khoa hóa học, rất là tình cờ, thì có một lần đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí chủ nhiệm khoa thì có trao đổi với tôi và đề nghị tôi tham gia làm lãnh đạo đoàn của khoa hóa học, với một lý do là các giảng viên trẻ thì cần tiếp tục được đào tạo để đạt chuẩn trở thành các cái tiến sĩ. Thế còn tôi thì là một đoàn viên trẻ, lúc đó là 28 tuổi, cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ đào tạo, thì khoa có đề nghị là tôi cân nhắc để tham gia vào cái sâu hơn vào cái công tác đoàn. Những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của anh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Kể từ đó đến nay, anh đã được giao những trọng trách vô cùng quan trọng như Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn, kiêm trưởng Ban Thanh niên Trường học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, anh được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Tháng 10 năm 2011, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đoàn lần thứ 11 khóa 9, anh được bầu là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 9, để rồi sau đó tái đắc cử tại Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 10. Có lẽ, quãng thời gian làm việc tại trường và được tiếp xúc với các bạn sinh viên năng động sáng tạo, đoàn viên thanh niên ưu tú đã giúp anh Nguyễn Đắc Vinh tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn sau này.
dù tính chất công việc có phần khác biệt so với nhiệm vụ chuyên trách khi còn ở giảng đường, nhưng với một thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, nên dù khó khăn đến mấy, anh cũng luôn nỗ lực vượt qua. Việc xác định rõ vai trò của tầng lớp thanh niên và sứ mệnh của tổ chức đoàn trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay là điều kiện tiên quyết để anh Nguyễn Đắc Vinh định hướng các công tác của đoàn viên thanh niên. Ngày nay thì cái vai trò của thanh niên và của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì vẫn không thay đổi. Thanh niên thì đã được Đảng khẳng định là sừng cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Những cái trọng trách to lớn như vậy là đặt lên vai của những người thanh niên, của những người trẻ. Và tổ chức đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là cái môi trường để đoàn kết tập hợp thanh niên, giúp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và đóng góp cho đất nước. Thì có thể nói thì với đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì cái sứ mệnh là cái trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là cái nơi đào tạo giáo dục thanh niên và rèn luyện cán bộ đoàn, bổ sung cho đội ngũ đảng viên. Thì đây vẫn là cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, và muốn làm được cái nhiệm vụ này thì đoàn phải làm tốt công tác xây dựng đoàn vững mạnh và phải tổ chức tốt các cái phong trào để biến các phong trào nó trở thành cái môi trường rèn luyện cho thanh niên. Từ những suy nghĩ đó, trong những năm qua, với vai trò là bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh đã đề xuất nhiều hoạt động sát thực với thực tiễn, gắn với nhu cầu thiết thực của thanh niên trên khắp cả nước, như tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để các bạn đoàn viên thanh niên xây dựng lối sống đẹp, tránh xa các tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Luôn luôn đổi mới phương thức hoạt động và nội dung sinh hoạt đoàn, luôn chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của đoàn viên thanh niên, từ đó tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên của chi đoàn, góp phần đưa lực lượng này thành lực lượng xung phong trong công tác. Thời gian vừa qua thì Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có rất nhiều hoạt động tại tỉnh Quảng Bình, và ngày đầu năm mới xuân Ất Mùi 2015 thì hoạt động Tết trồng cây tại khu mộ của Đại tướng vùng chùa Đào Yến đã làm dấy lên một không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, đặc biệt là tuổi trẻ tại nơi Đại tướng yên nghỉ, tuổi trẻ huyện Quảng Trạch. Nhân đây cũng thay mặt tuổi trẻ Quảng Bình xin được trân trọng cảm ơn Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những cái chương trình và hoạt động thiết thực mang tính cộng đồng lớn đối với nhân dân Quảng Bình nói chung và tuổi trẻ Quảng Bình nói riêng. Hy vọng thời gian tới thì chúng tôi sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm của Trung ương đoàn đối với quê hương Quảng Bình. Cũng rất là vinh dự và tự hào. Chúng tôi mong rằng cái khối tỉnh đoàn cũng sẽ tạo điều kiện và tổ chức những cái dịp trồng cây như thế này vào những dịp hàng năm để chúng tôi có cơ hội được giao lưu với các khối cơ quan nông thôn tỉnh và được thực hiện một việc làm ý nghĩa. Trong năm 2014 vừa qua, Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh đã tổ chức cho đoàn viên 5 đợt hoạt động cao điểm với nhiều phần việc ý nghĩa trên diện rộng, bao gồm các công tác trồng cây gây rừng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh không quản ngại khó khăn, luôn quan tâm sâu sắc đến công tác thăm hỏi, động viên các chiến sĩ, bộ đội, đồng bào ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Chương trình Tuổi trẻ Việt Nam hướng tới Biển Đông và các phong trào nổi bật được tổ chức thường niên như Vì biển đảo quê hương, Vì biên cương Tổ quốc do Trung ương đoàn Thanh niên khởi xướng đã thu hút được đông đảo các bạn trẻ quan tâm và hưởng ứng. Các hoạt động này đã trở thành đợt học tập chính trị mang tính định hướng, thực tiễn cao, khơi dậy lòng yêu nước, yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ. Với những việc làm thiết thực trên, từ nhiều năm nay, anh luôn được đoàn khối và chi bộ công nhận là bí thư năng động, nhiệt tình và là tấm gương tiêu biểu để các đoàn viên thanh niên noi theo. Ấn tượng đầu tiên của tôi trong những cái buổi làm việc đầu tiên khi mà đồng chí Nguyễn Đắc Vinh về thăm và làm việc với tỉnh đoàn Hòa Bình, đó là một người thủ lĩnh rất là gần gũi với thanh niên, có những cái phát biểu chỉ đạo hết sức là cụ thể, không nặng về lý luận
mà rất là thực tiễn. Điều thứ ba đó là anh Vinh có một cái phong cách rất là giản dị và có một cái tư duy rất là đổi mới. Tôi thấy đồng chí Nguyễn Đắc Vinh là một đồng chí rất là nhiệt tình, hăng say trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Có rất nhiều sáng kiến cũng như chủ trương đề xuất và đưa cái hoạt động của phong trào thanh niên đạt những kết quả tốt. Có thể khẳng định, trong năm 2014, công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan Trung ương đoàn đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương đoàn và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó nổi bật lên những mô hình mới đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện, phối hợp với công đoàn, hội cựu chiến binh cơ quan, nhịp nhàng, thường xuyên hơn và ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú hơn, tạo sự lôi cuốn đối với đoàn viên thanh niên trong chính cơ quan Trung ương đoàn, làm tiền đề vững chắc cho năm 2015 với khẩu hiệu Tuổi trẻ cơ quan Trung ương đoàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tiếp tục lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Cái ngày 26 tháng 3 năm nay nó nằm ở trong một cái dịp rất là đặc biệt là cả nước ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp, và cái chủ đề năm nay của thanh niên cũng là cái khẩu hiệu hành động của thanh niên là tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Thì chúng tôi rất là mong các bạn thanh niên, các bạn đoàn viên sẽ thể hiện cái quyết tâm của mình để chúng ta là rèn luyện thật tốt, phấn đấu thật tốt và đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của mình, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã kết nối được các đoàn viên và cơ sở đoàn trong cơ quan với các đội thanh niên tình nguyện tự lực tự cường ở các cấp. Điều này đã phát huy tối đa vai trò của các cán bộ đoàn ở cơ quan trung ương và tổ chức đoàn trong việc kết nối, lan tỏa và tạo tính dẫn dắt trong các hoạt động tình nguyện. Những hoạt động ý nghĩa của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước cho chính cán bộ trẻ làm công tác thanh thiếu niên một cách thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.